thì nó sẽ là hàng áo khoác thu đông nha Trần Thảo ơi. Có nha, để chị lên đầm đồ trước xong sau đó lên áo khoác sau. Rồi. Mình vô like rồi mình tương tác liền lên giùm em nha. Xem thôi chứ không mua hả? Xem thôi cho nó đỡ ghiền cũng được mấy chị. Trưa mà nằm ở nhà buồn buồn nó không có gì xem thì vô like của em xem. Xem xong buồn buồn ngủ luôn. Rồi chia sĩ like lên giúp em nha. Cô mình lên chị cứ like làm cho em biết hả? Rồi chia sĩ like lên liền giùm em nha. Cô mình chủ tặng nhiệt tình lên giúp em nè. Cái đầm này đẹp quá chừng. Rồi cái đầm này đẹp xỉu luôn mấy chị ơi. Ai mà bầu bì á chắc mặc tới khi đi đẻ luôn á. Rất đẹp luôn nè. Rồi chia sĩ like lên liền giùm em. Cô mình chủ tặng nhiệt tình nha. Chỉ xem thôi, không nên mua. Rồi con mình chữ tặng nhiệt tình lên giúp em nha. Em lên hàng tặng đầu like nè mấy chị ơi. Con mình chữ tặng nhiệt tình lên giúp em nha. Chia sẻ like ở chế độ công khai. Con mình chữ tặng lên nha. Em lấy hàng tặng nè. Giỏ đang cầm. Giỏ đang cầm tặng em hả? Rồi chia sẻ like con mình chữ tặng nhiệt tình lên giúp em nha. Em tặng cái set này nè. Cái này giá là 165 mấy chị ơi. Hôm nay tặng đầu like nè. Rồi chia sẻ like nhiệt tình lên giùm em nha. Con mình chữ tặng chia sẻ like nhiệt tình mấy chị ơi. Đó em tặng ngay về liền set này. Cái này đẹp ơi đẹp luôn mấy chị ơi. Hàng này hàng cao cấp á, 165. Bây giờ em tặng đầu like cho mấy chị set màu đỏ này. Vải đẹp cực kỳ. Đây, tặng set đỏ này nha. Chia sẻ like comment chữ tặng nhiệt tình lên giúp em. Form này em nghĩ tầm từ 40kg, 40 đến tầm 53-54kg thôi nha. 40 tầm 53-54kg là mang vừa. Rồi mình chia sẻ like lên giúp em nha. Chị ơi, em tặng ngay và liền chiếc đỏ này nè. 40kg đến 53-54kg mình mang vừa nha. Đây, chiếc này. Chia sẻ like liền comment chữ tặng nhiệt tình lên giúp em nha. Rồi đây mấy chị ơi, chia sẻ like giùm em ít lần, ít nhất là 3 lần trên trang cá nhân nha. Tại vì hầu như khách của em, khách quen á, thường chia sẻ like rất là nhiều luôn. Mẹ mình trúng game á, mẹ mình chia sẻ like dưới 3 lần á là không được tính á. Chia sẻ like ở trang cá nhân của mình ít nhất là 3 lần giúp em nha. Rồi, đây nha mấy chị ơi, tặng cái set đỏ này. 40kg đến tầm 53-54kg là mặc ok vừa. Đẹp lắm luôn nha. Hàng này hàng 165 mấy chị ơi, hàng cao cấp bên em nè. Đẹp lắm luôn. Rồi mình chia sẻ like hết chưa mấy chị ơi, chuẩn bị em quay tặng cái set này nha. Đó, chia sẻ like nhiều, tương tác tốt. Nhớ bấm like, bấm theo dõi fanpage Phi Dung Nguyễn nha. Để khi mà em like á, là mình sẽ nhận được thông báo hoặc là đăng cái gì đó là nó sẽ báo cho mấy chị hết luôn. Rồi nha, chia sẻ like hết chưa mấy chị ơi, em chốt set tặng nha. Chia sẻ like giùm em nè, hội nhóm luôn nhưng mà trang cá nhân á là ít nhất phải 3 lần nha. Chị nào mà chia sẻ like một lần mà được trúng game á thì em không có tính đâu, phải ít nhất phải 3 lần giùm em nha, ở chế độ công khai. Rồi, tương tác chia sẻ like nhiệt tình lên giúp em. Rồi chuẩn bị em quay tặng cái tiết này nha. 40kg tầm 53-54kg mang vừa. Đây, 40 tầm 53-54kg mang vừa giúp em nha. Chơi game không lại các bạn mua nha. Cái đầm em mặc là có màu luôn. Rồi cái đầm em mặc quả đẹp. Mà form là form suông mấy chị ơi. Quả đẹp ơi đẹp luôn nha. Form là form suông. 40kg đến 60kg. Bầu bì là mặc thoải mái luôn giúp em cái đầm hoa này. Đẹp ơi là đẹp luôn nè. Đầm mẫu này nha.
Cái này á là nơ của nó, cái dây nó sẽ dài xuống dưới nè, em đang cột, em đang cột nó gọn lên á, đẹp lắm luôn mẫu này. Rồi em quay tặng xíu này nha mấy chị ơi, chia sẻ like comment nhiệt tình trực tặng giúp em nha. Em quay tặng xíu này luôn cho mình nè. 40kg đến tầm 50, 40 tầm 53 54kg mang vừa. 40 tầm 53 54kg mang vừa nha. Rồi chuẩn bị em quay tặng xíu này để em coi bao nhiêu lượt chia sẻ nha. Phải trên 100 lượt em mới quay tặng được. Rồi chia sẻ la liền giùm em nha. Đầm im mặt á là giá cực kỳ rẻ luôn nha mấy chị ơi. Đầm im mặt thì nó có tới 4 màu, 40kg đến 60kg mấy chị mặc ok vừa hết luôn. Cổ của nó là dạng cổ vuông như thế này. Đây, cổ là dạng cổ vuông nha. Ở trước là cái nơ, cái dây. Đây, em cho mấy chị coi. Có tới 4 màu cho mình luôn. Form đẹp, vải cực kỳ đẹp luôn nha. Em bán đầu like giá cực kỳ rẻ cho mình mẫu này nè. Đây, đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Hoa tím nè, hoa tím, hoa vàng, hoa xanh có đúng một cái. Và em mặc lại hoa màu hồng. Đẹp ơi đẹp mẫu này. 40kg đến 60kg mấy chị mặc ok vừa hết luôn cái đầm này giúp em. Đẹp ơi đẹp luôn mấy chị ơi. Rất là xinh luôn nha. Vải mát nè, chất vải dày dặn cực kỳ là mát luôn. Đó, giá siêu rỉ nha mẫu này. Tím giùm em nè, màu tím. Rồi màu vàng. Rồi màu xanh nha. Tím, vàng, xanh. Và em mặc là màu hồng. Đây mấy chị ơi, tím, vàng, xanh em mặc là màu hồng. Đầm này giá là 109 nha. Em báo giá mình luôn. Rồi nha, 109. Đây mấy chị ơi, tay nè. Cưng ơi là cưng luôn á. 40kg đến 60kg. Chị nào còn cái đầm màu mặc bầu cũng được luôn nha. Đó đây, bao đẹp luôn cho mình mẫu này. 109 giúp em nha. Có màu hồng, màu tím, màu xanh và màu vàng luôn, 4 màu. Giá 109 nha. Rồi bắt đầu em quay tặng cái set đỏ nha mấy chị ơi. Em đang quay tặng set đỏ cho mình luôn nha. 40kg đến tầm 53-54kg là mặt vừa set đỏ đó. Rồi chị nào mình có mình chữ tặng nhiệt tình lên giúp em nha. Bắt đầu quay tặng cái xiết màu đỏ hồi nãy luôn nè. Đây tặng xiết đỏ này đầu like. Đây mấy chị ơi, 40kg đến tầm 53-54kg mặc ok vừa xiết đỏ này nha. Rồi em quay tặng xiết đỏ này luôn xong rồi em lên nha. Quay tặng xiết đỏ này luôn nha. Đầm em mặc lại có màu tím, màu em mặc là màu hồng, màu xanh, màu vàng luôn. 109 ngàn một đầm nha. Form đẹp, vải đẹp, form suông, dáng dài que gối như thế này. Giá 109 giúp em nha. Rồi em quay tặng ship đỏ mấy chị ơi. Đây, quay tặng ship đỏ liền nha, xong lên hàng. Rồi có mình chịu tặng nhiệt tình lên giúp em nha. Bắt đầu quay tặng luôn cho mình nè. Coi trong đó nó có hai giấy hay không nha ngon. Rồi em đang quay nha mấy chị ơi. Mình nhớ là chia sẻ like ít nhất là 3 lần giúp em nha. Còn một lần lỡ mà trúng game là cũng không được tính đó mấy chị ơi. Ít nhất 3 lần giùm em nha. Trang cá nhân ít nhất 3 lần ở chế độ công khai. Ví dụ như trúng game mà em kiểm tra thấy một lần là cũng không được nha. Quay chị khác. Rồi đang quay xiết đỏ tặng đây nha mấy chị ơi. Đây, đẹp ơi đẹp luôn. 40 tầm 53 54 cái mang vừa. Chị hoa đòn nè. Ê hoa đòn là đòn hoa. Rồi hoa đòn nè nha, 4 lần. Hoa đòn nha, chia sẻ like 4 lần, comment 122 lần. Rồi hoa đòn nè. Em chưa có ra bill được, ghi hoa đòn không? Mua hàng kèm thêm em gửi chung nha. Mua hàng kèm thêm em gửi chung nha mấy chị ơi. Hoa đòn nè.
ghi hoa đòn em quên review rồi. Hoa đòn. Rồi chị Hoa Đòn mua hàng kèm theo lên địa chỉ số điện thoại em gửi chung hàng tặng nha chị. Rồi bắt đầu em lên mẫu đang mặc luôn, giá là 109.000. Hoa Đòn là nhớ mua hàng kèm theo nha, mua hàng kèm theo. À rồi, nhưng mà em sẽ chiếu theo cái nick Facebook nha. Ví dụ như chị trúng game tên là Hoa Đòn thì phải mua hàng bên Facebook Hoa Đòn là em mới gửi chung hàng tặng nha. Chứ tại vì mình dùng nhiều Facebook mình chơi game á thì không có thể nào mà gom chung một lần để gửi được nha chị. Nha mày Hoa nha, Hoa Đòn. Có nghĩa là trúng Facebook Hoa Đòn thì phải đặt hàng tên Facebook Hoa Đòn luôn thì em mới gửi chung hàng tặng được nha. Rồi, đầm suông Thái là đầm thun đó chị, đầm thun hiện tại em không có hàng nha. Đầm suông hiện tại chỉ có mẫu đầm hoa này. Rồi 40kg đến 60kg mấy chị mặc ok vừa cái này giúp em nha. Ok Hoa Đòn nè, đây mấy chị ơi, bầu bì bông chiên thoải mái luôn đầm này giùm em nha. Giá là 109.000. Giá là 109.000 giùm em nha. Đó em lên màu lại cho mình chọn nè, 109.000 một đầm. Đây cái này mới giờ hàng luôn á mấy chị ơi. Mới giờ hàng tức thì lẹm like luôn á, rất là đẹp luôn cho mình nha. Hoa màu tím là 109. Hoa màu vàng 109. Và hoa màu xanh nha, 109.000 hoa xanh. Rồi ai lấy màu gì cơ mình màu đó lên giùm em nha. Xanh 109 nè. Rồi vàng 109 giúp em nha, vàng 109. Và màu tím 109.000 màu tím. Rồi chị nào lấy màu gì mình chốt màu đó lên giúp em nha. Chốt em là đầm hoa 109 kèm theo màu giùm em luôn mấy chị ơi. Hoa 109 kèm theo màu nha. Em mặc là hoa hồng. Đó, form suông đồ cực kỳ thoải mái, từ 40kg đến 60kg mấy chị mặc vừa hết giúp em mẫu này nha. Hàng nào vải đẹp ơi đẹp luôn nè. 109.000. Hoa hồng nha, hoa tím nè. Hoa hồng, hoa tím. Rồi này là hoa vàng giùm em nha, hoa vàng. Về hoa xanh nha mấy chị ơi, hoa xanh nha. Rồi ai lấy màu gì chốt màu đó là giúp em nha. Rồi 109.000 nha mấy chị ơi, 109.000 một đầm nha. Chị lấy đầm màu gì chốt màu đó giúp em luôn. Em lên cái mẫu S Hung Tuyên đầu like nè. Em lo đá phun tiên đầu lai nha, giá 55.000. Rồi 55.000 một áo em nha. Áo phun này đơn giản 40kg. Trời đẹp quá, màu đẹp quá mấy chị ơi. 40kg tầm 56-57kg men vừa nha. 40 tầm 56-57kg men vừa. Vải thun co giãn cái này chốt em là sọc đen 55.000 sọc đen. Sọc đen nha mấy chị ơi. Đầm chị mặc cho thân ánh ngọc nè. Đầm đang mặc cho thân ánh ngọc. Áo sơ mi có nha chị. Nguyên 109 nha ngon. Rồi này chốt em này sọc màu hồng. Sọc hồng mấy chị ơi, sọc hồng nha, 55.000 vải đẹp lắm luôn. Cái vải này nó giống như cái vải đầm nè. Khóc lẫn là có khóc rin nè chị. Với lại áo khóc kaki. Áo phông rộng hôm nay không có hàng nha. Rồi cái này ai lấy chốt giùm em nè. Cái vải này giống như vải đầm bữa trước em bán 99.000. Đầm body mà nó xoắn eo á. Rồi này bán tuy ân đầu lai giá 55. Chốt em này sọc hồng nè, sọc đen. Sọc hồng, sọc đen. Rồi mẫu này cho em mẻ số 1 nha. Mẻ 1 55.000 đẹp ơi đẹp luôn mấy chị ơi. 40kg tầm 56-57kg men vừa. Rồi màu này chốt em mẻ 1 55.000 mẻ 1. Rồi 55.000 mẻ 2. Đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Chốt em áo 55.000 kìm màu đơn giản. Rồi 55.000 chốt lên em mẻ số 2 nha, 55.000 mẻ 2. Rồi màu này chốt lên em là mẻ số 3. Giá là 55.000 chốt lên em mẻ số 3 nha. Đây mấy chị ơi, rất là đẹp luôn nè. Đó. Mẻ 3 nha, mẫu này mẻ số 3. 55.000 40kg đó tầm 56-57kg là mình mặc vừa. Mẻ 1 của chị Liên Kim, mẻ 1. Rồi đây em nha. Đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Mẻ số 3 nè.
Rồi mẻ 2. Chốt là em lẻo này mẻ 2 nha, 55.000 mẻ 2. Rồi mẻ số 1, mẫu này mẻ 1, ai lấy mẻ 1 chốt là em mẻ 1. Sọc hồng cộng mẻ 2 chị Trương Lê Duyên Tiên. Sọc hồng nè. Cái này mẻ 2, cái này mẻ 1 giùm em nha. Sọc hồng với mẻ 2 chị Trương Lê Duyên Tiên. Chị ra 2 bì, 2 bill cho bỏ 2 bì. Rồi 55.000 thôi nha, lấy màu gì chốt lên màu đó giúp em. Cái này là sọc đen nha mấy chị, sọc đen. Đẹp lắm luôn. Sọc đen giúp em nha, 55.000 áo này bán Trion. 55.000 nha, 55.000 sọc đen. Rồi cái này sọc hồng giúp em nè. Sọc không không, cái này mẻ số 1. Mẻ 1 nha, 55.000 mẻ 1, mẻ 1. Rồi cái này mẻ số 3 giá là 55.000 một áo. Form đẹp, vải đẹp cực kỳ luôn nha. 40kg đến tầm 56-57kg mấy chị mặc vừa. Vải xịn đẹp lắm luôn, bán Trion đầu line 55. Rồi ai lấy nữa chốt luôn giúp em nha. Mẫu này mẻ số 3 mấy chị ơi. Số 3 giùm em nha, số 3. Rồi mẻ 1 cho Nguyễn My, mẻ 1. Mẻ 1 cho Nguyễn My. Áo đen ở chị Hạt Gạo. Đen ở chị Hạt Gạo nè. Cái giá vậy. Rồi em còn mẻ 1 với mẻ số 3 nha. Ai lấy thì chốt lên giúp em. Cái này mẻ 3 mấy chị ơi. Vải đẹp cực kỳ luôn nha. 55.000 thôi. Chị xé xì cho chị lấy áo màu gì chị. Em còn mẻ số 3 với mẻ số 1 nha. Số 3 và số 1 nha chị. Rồi Nguyễn My. Ở chị coi sọc đen còn chị để em nha. Lát nữa kiểm tra lại còn để em. Rồi cái này chốt lên giúp em là mẻ số 3 mấy chị ơi. Em còn số 3 với số 1. Số 3 chị xé xị số 3 nè. Cho em địa chỉ luôn nha chị ơi. Số 3 chị xé xị nè, cho em địa chỉ luôn. Rồi ai lấy thì chốt lên giúp em nha. Còn mẻ số 3 với mẻ số 1. Còn đúng mỗi màu cái nè. 55.000 mấy chị ơi. Rồi em còn mẻ số 3 với mẻ số 1 nha. Ai lấy chốt lên liền giúp em. Mẻ 3 và mẻ 1. Đẹp ơi đẹp luôn nha. Số 3 với số 1 nha mấy chị ơi. Rồi 55.000 cái này bán Trion. Vậy rồi cảm ơn chị xé xị nè. Đây vải đẹp ơi đẹp như thế này mấy chị ơi. Mẻ 1 nè. Rồi này là mẻ số 3 nha. 55.000 một áo. Em còn đúng mỗi màu cái. Ai lấy chốt lên liền giúp em nha. Mẻ 3. Rồi này mẻ 1. Đẹp ơi đẹp luôn nha. 55.000. Rồi hoa này cũng bán tri ân luôn, 55.000 áo luôn nha. Đây 40kg đến tầm 56-57kg men vừa. Đẹp ơi đẹp luôn, áo 2 dây gôn hoa 2 tầng. Đầm đang mặc là 109 nha Phan Nhung ơi, 109 nha. Có màu đang mặc nè. Màu đang mặc. Màu tím. Màu đang mặc là màu tím. Màu vàng. Màu xanh nữa nha, 109.000, vả đẹp lắm mấy chị ơi. Form rộng rãi thoải mái. 40kg đến 60kg bầu bì bông chen được hết luôn nha. Màu xanh. Màu vàng. Màu tím và màu em mặc nha, 109.000. Trời ơi đẹp ơi đẹp luôn á. Cái này em lên tri ân đầu line bé giá rẻ nè. Rồi này chốt em là hoa 55.000 kìm màu có hoa đỏ. 40kg tầm 56-57kg men vừa. Hoa đỏ nha. Hoa hồng. Áo này có 55.000 áo mấy chị ơi. Mà vả đẹp ơi đẹp luôn, vôn. Vôn tầng. Hoa đỏ hoa hồng nè. Hoa đỏ hoa hồng. Hoa vàng. Đỏ, hồng, vàng. Chốt em là hoa 55.000 kìm màu. Đỏ, hồng, vàng là mấy chị ơi. Có 55.000 thôi nha. Rồi đỏ, hồng, vàng, xanh, trắng. Đỏ, hồng, vàng, xanh, trắng. Ai lấy chốt lên giúp em nha. 55.000 kìm màu. Xanh nè, trắng. Chốt lên giùm em là áo 55.000 mình kìm màu luôn. 40kg tầm 56-57kg men vừa. Đẹp ơi, đẹp mẫu này 2 tầng. Đẹp lắm mấy chị ơi. Nhìn nè em kéo ra hết nó như thế này luôn á. Cưng ơi là cưng luôn nha.
55.000, chốt em là hoa trắng 55. Màu xanh đúng đẹp nè, 55.000 màu xanh. Đẹp lắm mấy chị ơi. Đây mới lấy ra nó hơi nhăn một xíu nha. Rồi 55.000 hoa xanh 55. Hoa vàng 55.000 hoa vàng. Mẫu suông nào nữa không? Suông hiện tại là mẫu này. Để coi tí có một mẫu đầm sơ mi nữa. Đầm 56, 57 ký không chị? Mẫu em mặc nè là vừa luôn á. Tí hồi em lên hàng nữa nha. Rồi chốt em nè, hoa này hoa hồng luôn 55.000, và hoa này là hoa đỏ. Chị Hà Gẹo lấy hoa xanh thôi chị. Hà Gẹo lấy hoa xanh cho mình lại giùm em nha. Đỏ, hồng, vàng. Rồi đẹp ơi đẹp luôn, xanh trắng 55.000 à. Đẹp thiệt luôn á. Von nè, von 2 tầng giúp em nha. 55.000, 40 ký tầm 56, 57 ký men vừa. Chị lấy màu gì chốt màu đó giúp em nha. Đẹp không? Màu xanh là chị Hà Gẹo màu xanh. Kéo xanh. Rồi 55.000 a léo hoa màu gì chốt màu đó giùm em nha. Cái này bán tri ân đầu lai giá rỉ ơi rỉ luôn mấy chị ơi. Trắng xanh vàng hồng đỏ nha. 1 2 4 5 màu. Chị nào lấy màu gì chốt màu đó lên giùm em luôn. 5 màu mấy chị ơi. 5 màu nha. Giá là 55.000 một áo. Hoa trắng, hoa xanh, hoa vàng, hoa hồng và hoa đỏ. Đẹp ơi đẹp luôn, tầng vôn tầng 22 lớp nè. Căng rồi hết nó sẽ như thế này, beo cưng luôn cho mình nha. Chốt lên giúp em là áo hoa 55.000 kìm màu. Như ghi chế em không? Yeah. Trắng. Rồi xanh giùm em nha, vàng. Trắng, xanh, vàng. Váy đỏ là váy em đang mặc đúng không chị? Cái nó là dạng cái nền nó hồng hồng á nha chị, hồng hồng. Rồi váy em mặc cho chị Ngọc Lệ nè. Nguyễn Thị Ngọc Lệ nè. Chị vừa anh chị Hà Gẹo ơi. Ngọc Lê. Rồi lên giúp em địa chỉ luôn nha chị ơi, chị Lệ ơi. Ngọc Lê không em? Chị Ngọc Lê cho em địa chỉ luôn nha. Hoa xanh cho suông rồng hoa. Hoa xanh 55 cho suông rồng hoa. Anh chị mặc ở dưới còn nè. 109 đi nhé. Chị Ngọc Lê cho em địa chỉ luôn nha. Chị Thủy Tiên Nguyễn ơi, váy em mặc là 109. Váy em mặc là 109.000 nha. Có màu em mặc nè, chốt em là màu đang mặc là hoa hồng á, nó hồng 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 đậm đậm. Đây nè, màu em mặc nha. Rồi, hoa này là hoa tím. Dì ơi chị, rồi rồi ok vậy hạt gạo nha chị, em gộp em giao chung lần luôn. Màu tím nè, màu tím. Màu vàng. Tím vàng và màu xanh. Rồi chị nào lấy màu gì chốt màu đó giúp em nha. 109.000 cái đầm em đang mặc. 40kg đến 60kg bầu bì bông chen được hết luôn. Màu xanh, màu vàng, màu tím và màu em mặc nha. Xanh, vàng, tím và màu em mặc mấy chị. 109. Rồi áo 55 ai lấy màu gì để mình chốt lên giúp em nha. Hoa trắng, hoa vàng, hoa hồng, hoa đỏ. Hoa trắng, hoa vàng, hoa hồng, hoa đỏ. Ok chị Hạt Gẹo. Ngọc Lê đi em chuyển lên like luôn nha chị Ngọc Lê. À rồi Ngọc Lê có địa chỉ rồi. Rồi đầm em mặc chị nào lấy nó không á chị ơi, em quay mẫu khác luôn nha. Quen mẫu luôn nè. Em chỉ cái đầm này để sau. Em lên một cái xếp vải đuổi nè. Vải đẹp cực kỳ luôn á. Có que éo dây màu nút Quảng Châu chị siêu 55. Còn không? Cho em xem lại. 59 á Nguyễn Ly Ly. Em éo 2 dây em. Cái này 40 đến 55 ký giùm em nha. 40 đến 55 ký men vừa, vải là vải đuổi.
Quần ở trước là lưng bản, ở trước là lưng bản, sau là lưng thun. Quần này trước lưng bản, sau lưng thun giúp em nha. La nhanh tí hả? Em còn mẫu nhiều nè chị, cho nên em phải la chậm chậm chứ. Mấy chị em lên mẫu nào mấy chị chốt nhanh hết mẫu đó là em la rất là nhanh luôn. Do em còn mẫu nhiều nên phải la chậm. Rồi tiếp em mặc nha. 99.000. Áo này đúng không Nguyễn Ly Ly ơi? Áo này đúng không? 59 nha. Hàng hồi tối siêu lỗ đó, nãy bây giờ là em tính giá 79 đó. Tại vì hàng em chỉ siêu trong live hồi tối thôi, em nói trước rồi mẹ. Nhưng mà nó còn đúng cái, nếu như mà lấy em tính giá 59 nha. Chứ còn thường thường lại sau la là em vẫn về giá cũ 79 à. Ai, tại vì hàng siêu là mình chốt trong cái live siêu, chứ còn mà sau la là em không tính giá đó được đâu. Rồi xếp em mặc là 99.000 nha, 40kg tầm 55kg mấy chị mang vừa. Em đang mặc là màu đen, màu đen, màu hồng. Đen, hồng, vàng, ba màu nha, thế này vải đẹp lắm mấy chị ơi. Đen, vàng, hồng, ba màu. 40, cái hình của nó đẹp quá. 40 đến tầm 55kg mấy chị mang vừa nha. Ở trước hai dây, ở sau nè, nó có bao chung cho mình luôn. Vải này đẹp cực kỳ luôn á. Vải đuổi giùm em nha, 99.000 một bộ. 40 đến tầm 55kg là em trường heo rồi á. 40 đến 55kg mặc vừa nha. Rồi Nguyễn Ly Ly đợi ở đó em. Đi với 59. Rồi đây màu vàng nữa nha, xếp em mặc là 99.000, vải đẹp cực kỳ. 40kg đó tầm, đó là ngồi lợi tính 59 đó nha em. Chứ còn sau like, cái live sale là em hay khó lại, em đâu có để live sale đâu. Tại vì bán giá sale trong like thôi à. Rồi cái này chốt nữa nha em là vàng nha, 99.000. Vàng 99.000 giúp em nha. Cái này vải đẹp ơi, đẹp luôn, đang mang màu đen mà. Đang mang màu đen, đẹp lắm luôn giúp em nha mấy chị ơi. 99.000, 40kg tầm 55kg mang vừa. Rồi phía sau là có bo chung, cái này 56kg cũng vừa luôn á. Ở sau là có bo chung cho mình nè. Quần ở trước cũng là quần lưng bản, ở sau là quần lưng thun. Chốt là em đã xếp 99.000 mình kìm màu luôn nha. 99.000 kìm màu, đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. 99.000 kìm màu, vải là vải đuổi. Trước lưng bản, sau lưng thun. Rồi em có màu vàng, màu hồng với màu đen nha. Ba màu. Chị đã lấy xếp này chốt lên em là xếp kìm màu nha, 99.000. Em mặc màu đen, đẹp quá. Vải đẹp lắm luôn nha. Rồi đen, vàng, hồng, ba màu mẫu này nha. Đen, vàng, hồng, ba màu. Rồi chị nào lấy xếp 99.000 chốt lên giúp em nha. 99.000 kìm màu. Vàng nha mấy chị ơi, hồng, đen, ba màu. Vàng, hồng, đen, ba màu nha. Ai lấy màu gì chốt màu đó. Rồi đen, hồng, vàng, ba màu giá 99. Rồi em có mẫu làm bi này. Làm bi nha mấy chị ơi. 40kg đến tầm 55-56kg mang vừa. Trời ơi đẹp quá. 40 tầm 55-56kg mang vừa đầm bi này. Bi này em có hai màu, bi nâu với lại bi hồng hai màu. Chị Trang Trang tiếp màu vàng. Trang Trang tiếp vàng. Rồi đây 99 em ghi giá. Rồi đầm bi này dùm em nha mấy chị ơi, rất là dễ thương luôn nè. Em có bi màu nâu, bi nâu với lại bi hồng hai màu. Cái này mát tuy ân giá 79.000 một đầm nha, 79.000 một đầm. Rồi 79.000 một đầm giúp em, có bi nâu, bi hồng hai màu. Chị nào lấy đầm bi chốt em bi 79.000 kìm màu, đẹp cực kỳ luôn nha. 40kg tầm 55-56, bầu bì nhỏ nhỏ mặc được luôn á. Rồi bi hồng, bi nâu hai màu. Chốt lại giùm em nha. Bi hồng, bi nâu hai màu mấy chị ơi, lấy màu gì chốt lên màu đó, hồng nâu hai màu 79.000. Đây nha. 79.000 một đầm mấy chị ơi, màu hồng, màu nâu hai màu. 40kg tầm 55-56kg là mấy chị mang vừa cái đầm này. Đẹp lắm luôn á. Gửi rồi nha Trang Trang ơi, cái đơn này em gộp lại cho chị nha. Đơn này em dồn lại gửi sau nha. Áo len là gửi trước rồi chị. Rồi đầm bi này em có màu hồng, màu nâu hai màu, giá 69.000 một đầm. Ai lấy bi này chốt lại em là bi kìm màu nha. Bi hồng, bi nâu hai màu giá 79 nữa nha. 79.000.
Rồi 79 ngàn một đầm mấy chị ơi, lấy bi màu gì chốt lên bi màu đó em nha. Bi này là bi hồng. Bi hồng. Rồi bi nâu hai màu em nha. Bi hồng, bi nâu hai màu. 79 ngàn giờ lấy bi màu gì chốt màu đó lên giúp em nha. Bi nâu, đẹp ơi đẹp luôn mấy chị ơi. Bi nâu, bi hồng hai màu 79. Đây nha. Rồi bi nâu, bi hồng hai màu 79 ngàn, nâu hồng hai màu 79. Không có hổ gì hết á. 99 ngàn cho chị màu xíu đang mặc lên lại nha. Đây mẫu em mặc nó có cả màu hồng, màu vàng nữa nha chị. 99 ngàn có hồng có vàng luôn. Éo nè, không có hổ gì hết nha, đẹp lắm. Phía sau nó là bo thun nó ngang que cho mình nè. Em đang mặc là màu đen á, cái này là vải đuổi chị. 40-55kg vừa nha, 99 ngàn một bộ. Nha, có màu đen, màu hồng với màu vàng luôn, ba màu. Đen, hồng, vàng, ba màu. Rồi ai lấy màu gì chốt màu đó giúp em nha. 99 ngàn, đen, hồng, vàng, ba màu. Màu vàng nè chị, em mặc là màu đen. Rồi đen, hồng, vàng, ba màu nha. Ai lấy màu gì bé màu đó giùm em luôn. Đen, hồng, vàng, ba màu. Rồi xếp thun này, chỗ này dễ thương cực luôn. Cái thun này em có sọc nhỏ và sọc lớn nha. Hai sọc 40kg đến 60kg men vừa. Bộ em mặc là 99 nè. Rồi mẫu này 40kg đến 60kg men vừa luôn nha. Xếp sọc. Em có sọc nhí và sọc to hai màu. Mặc kiểu giấu quần ơi, dễ thương lắm luôn nha mẫu này. Sọc này là sọc nhí nha mấy chị ơi, sọc nhí. Đầm hoa nha ha. Hoa phong tua 109 ngàn. Rồi đầm hoa 109, phom là phom tuôn 40kg đến 60kg men vừa. Phom tuôn rộng nha. Màu hồng, màu tím, màu vàng và màu xanh. Và màu xanh đẹp quá chừng. 109 40kg đến 60kg này bầu bì bông chim thoải mái. Xanh, vàng, tím, hồng nha. Xanh, vàng, tím, hồng. Rồi, sọc lè giá là 79 ngàn một bộ. Cái gì ơi, có sọc to, sọc nhí hai màu. 79 ngàn nha, có sọc to với sọc nhí hai màu. Ai lấy sọc màu gì chốt màu đó lên giúp em. Rồi, mẫu này là sọc to, màu nãy là sọc nhí nha. 40kg đến 60kg men vừa luôn. Chốt em là sọc kiềm màu. Quần của nó là dạng quần váy. Giá 79 ngàn một bộ giúp em nha. 79 ngàn một bộ, sọc to và sọc nhí hai màu. Đây là sọc to nè, màu nãy là sọc nhí nha. Bộ nãy là sọc nhí. Sọc to, sọc nhí hai màu. Em đang thử cái sọc váy hồng. Váy hồng cho chị Thu Trang là đầm hồng đúng không? Đầm hồng ở dưới còn không? Rồi Thu Trang nè. Sọc nhí 79 chị xé xị. Chị Thu Trang lên địa chỉ số thoại nha Thu Trang ơi. Thu Trang địa chỉ số thoại nha. Sọc nhí gì mạnh túi xiêm sọc nhí. Xé xị sọc nhí này. Mạnh túi xiêm sọc nhí. Rồi, nhí là 79 ngàn nha, 40kg đến 60kg men vừa. Rồi ai lấy chốt lên giúp em nha. Còn đầm này chị Thu Trang lên địa chỉ số thoại nha chị ơi. Nhí đó bao nhiêu, nhí đó 79 nha chị ơi.
shipper gọi trước rồi người ta giao nha chị. Em không có ví dụ như bây giờ em like thì chiều nay em sẽ gửi hàng, thì trong tối hoặc trong ngày mai shipper sẽ gọi giao chị nha. Ngày mai giao á chị, ngày mai. Sọc nhí, ok giờ xé xị em chốt rồi nha. Hai Hương lấy đầm xanh không? Đầm xanh dưới còn không? Cái đầm này là em, đầm này là giống cái đầm bữa trước em bé 185. Nhưng mà cái loại này vải khác, em nhập cái loại này. Vải nó cũng là vải đuổi á, vải cũng đẹp lắm luôn nha. Còn nhí nha Thư Nguyễn ơi. Đầm xanh. Mẫu này vải cũng đẹp lắm nha, vải cũng nói vàng vải, vải đuổi xước á, đẹp ơi đẹp luôn. Ai, màu xanh, hai Hương màu xanh. Nhí còn nha chị. Rồi, đây nó có hai túi hộp phía trước nè. Sơ mi cũng có hai túi phía dưới luôn. Nó may theo cái kiểu sọc nhí rồi, đợi chờ em xíu. Nó may theo kiểu đầm 185.000 hôm trước á. 40kg tầm 55-56kg men vừa. Rồi ok Thu Trang nè. 40kg tầm 55-56kg men vừa mẫu đầm này nha. Sơ mi á, rồi để em lên màu cho mình luôn. Sọc nhí đây nha nàng Hồ, nhí còn bộ cuối 79.000. Còn đầm em mặc chờ em xíu em béo giá. Rồi nhí còn bộ cuối nè. Còn lại là sọc to 79.000. À lấy sọc nhí chút em sọc nhí nha. Còn bộ cuối cùng. Quần của nó là dạng quần váy đi với áo phom rộng nè. Đẹp lắm luôn 79 nha. Chút em sọc nhí 79. Còn đúng bộ mấy chị ơi. À lấy sọc nhí chút sọc nhí nha. 79.000 sọc nhí. Cái lượt lên chị luôn. Rồi 79.000 sọc nhí giúp em nha, lấy sọc nhí chốt sọc nhí. Còn bộ sọc nhí cuối cùng. Bẻ này là sọc sọc lớn giùm em nè. À lấy sọc lớn chốt sọc lớn nha, nó y nhau luôn chỉ khác cái sọc. Sọc lớn 79.000 sọc lớn. Chốt nãy em là sọc lớn 79. 40kg đến 60kg với chị mặc vừa hết á. Form đẹp nha. Quần là dạng quần váy. Rồi chốt em là sọc lớn 79.000 sọc lớn em. Rồi kêu là sọc nhí này là sọc lớn. Đầm em mặc nó sẽ có hai túi hai bên và hai túi hộp phía trước. 40kg tầm 55-56kg men vừa. Giá là 119.000 một đầm. 119.000 giúp em nha. Em mặc là màu đen, màu kè phơi sữa nè. Màu đen, màu kè phơi sữa. Đẹp lắm luôn mẫu này nha mấy chị ơi. 40 tầm 55-56kg men vừa giá 119. Vả đẹp ơi đẹp luôn. Vả đẹp lắm luôn giúp em nha. Có dây cột eo. Rồi 119.000 có màu nâu, màu nâu nè, màu đen. Màu hồng, màu trắng. Nâu, đen, hồng, trắng. Nâu, đen, hồng, trắng nha, 4 màu. Rồi chốt lên giùm em là đầm 119.000 mình kìm màu luôn nha. Nâu, đen, hồng, trắng 4 màu. Màu này màu hồng. Kg tầm 55-56kg là mấy chị mặc ok vừa mẫu đầm này. Rồi đây mấy chị ơi, à lấy chốt lên giúp em nha. 40 tầm 55-56kg men vừa. Nút cài từ trên xuống dưới luôn. Vải của nó là dạng vải, vải đuổi này, đuổi xước á. Đẹp lắm luôn nha. Dài dạng cực kỳ. 119.000 một đầm. Thì nó lấy màu gì béo lên màu đó em nha. Màu hồng, màu đen, màu kè phơi sữa và màu trắng nè. Màu trắng. Rồi à lấy màu gì chốt lên màu đó giùm em nha, màu trắng nữa. Màu trắng. Rồi 119.000, à lấy màu gì mình chốt lên màu đó giúp em nha. 119.000. Trắng đen nâu hồng. Trắng đen nâu hồng nha mấy chị ơi. Màu nâu chị Catherine màu nâu 119. Rồi nâu trắng hồng.
hồng, đen, bốn màu giúp em nha. Mình mặc màu gì mình lấy màu đó giúp em nè. Màu này màu trắng mấy chị ơi, đẹp lắm luôn nha. 40kg tầm 55-56kg mấy chị mặc vừa. Chốt lên giúp em màu trắng, màu nâu nè. Trắng, nâu, hồng, đen. Trắng, nâu, hồng, đen nha, bốn màu. Rồi ok rồi Catherine nha chị ơi. Trắng, nâu, hồng, đen, bốn màu giùm em, màu nâu đúng đẹp luôn. Nâu còn cái cuối nha. Ai lấy nâu chốt nâu lên giùm em, nâu còn cái cuối nè. Trắng, đen, hồng, nâu, bốn màu giá 119. Thích mặc suông thì khỏi cột dây cũng được. Để thích mặc suông thì khỏi cột dây nha. Rồi chị nào lấy màu gì chốt lên màu đó liền giúp em nha. Nâu còn cái cuối nè. Đó, rất là đẹp luôn. 119.000 nha. Giá 119, ai lấy màu gì chốt lên màu đó giúp em luôn. 119. Nâu, đen, hồng, trắng. Hồng mấy chị ơi, màu hồng và em mặc là màu đen nha. Hồng nè. Rồi đây, rồi chị nào lấy màu gì chốt lên màu đó giúp em nha. Nâu, đen, hồng, trắng, bốn màu. Rồi que mẫu. Rồi que mẫu nha. Em lên một cái mẫu áo chị Trang Trang màu nâu nè. 119. Rồi này em lên tri ân luôn giá 55.000. Mày vải đẹp cực kỳ luôn á. Đây, vải này giống với vải bên túi em bé cái đầm 99.000 á. Đẹp ơi, đẹp luôn nè. 55.000 giúp em nha. 40kg tầm 55-56kg men vừa. 40 tầm 55-56kg men vừa. Màu này cho em mẻ 1. 55.000 mẻ 1. Trời ơi, màu hồng ơi như cái đầm bữa túi em bé đó luôn. Mẻ 2. Mẻ có 55.000 chị ơi. Mẻ 2 nha, bán tri ân, bán tặng mấy chị ơi. 55.000 mẻ 2. Nè, ơi luôn cái màu buổi mấy cái đầm. Mẻ 2 nha, mẻ 2. Rồi màu này cho em màu màu nâu. Màu nâu nha mấy chị ơi, màu nâu đúng đẹp luôn. Vải này mặc nó không bị xù lông và nó không bị giãn. Cho em màu nâu nha, 55.000 màu nâu. Màu da và màu hồng. Màu này chỉ màu vàng thôi mấy chị ơi, màu vàng. 55.000 nha, màu vàng nè. Vàng nâu. Vàng nè, nâu nè, da 55.000 thôi. Đây, vàng nâu da mấy chị, màu này màu da nha. 55.000, 40kg tầm 55-56kg men vừa. Đúng đẹp luôn. Rồi này mẻ 1, này mẻ 2. Mẻ 2 cho chị Subia mẻ 2. Mẻ 2 nè, chị Subia mẻ 2. Rồi ai lấy nó chốt lên giúp em nha, mẻ 2. Mẻ 2 em còn nữa nha, mẻ 1, hồi nãy là mẻ 2. Màu da, màu vàng và màu nâu. Da vàng nâu 55.000. Ai lấy màu gì chốt lên màu đó giúp em mấy chị ơi. Nâu nha. 55.000 bán tri ân, vải đẹp cực kỳ luôn. Chị nào nhận hàng cái đầm 99.000 rồi là biết cái vải này nó y như vải đó. Bán có 55.000 thôi nha. Chốt em nâu 55.000 màu nâu. Rồi màu này cho em màu vàng nha. 55.000 màu vàng. Rồi 55.000 màu da. Về 55.000 cái này mẻ 1. Mẻ 1 dùm em nha, mẻ 1. Rồi chị nào lấy màu gì chốt màu đó nha, mẻ 1. Mẻ 2 em còn luôn nha. Mẻ 2 còn luôn. Rồi 55 mấy chị ơi, lấy màu gì chốt màu đó giúp em nha. 55.000 đầm em mặc là 119. Đầm này là cái cục ở trong đây nha mọi người. Cục chung vô. Cái quần quần này em về lại SML B size ở sau lưng hung nè. Đây
em. Nhưng mà thử màu nâu cho chị coi cái form éo này đẹp lắm luôn. Rồi cái quần này ở trước là lưng bẻn, sau là lưng khung. Trước lưng bẻn, sau là lưng khung nha em đang mặc thử cái màu nâu nè. Trời ơi rất là đẹp luôn. Quần này trước lưng bẻn, sau là lưng khung. Có hai túi hai bên giúp em quần này nha. Đẹp, đẹp quá chừng, em đang mang cái size S nè. Mẹ form còn rất là thoải mái. XML B size. XML B size giùm em nha. Đây nha mấy chị ơi, quần này giúp em nha. Lưng là lưng siêu keo luôn, XML B size, trước lưng bẻn, sau là lưng thun. Áo mặc là 55.000, chị nào muốn qua màu áo lên màu lại nha. Áo 55, quần là 89.000. Ống vừa phải nha chị Hương Nguyễn ơi, đây. Ống vừa phải giúp em nha. Đẹp lắm luôn, quần này quần ống suông á, quần là quần ống suông. Rồi em đang mang size X mà còn rất là thoải mái. XML B size 89.000, áo là 55 nha. Áo có màu nâu. Màu này cho em mẻ 1. Mẻ 1 nha, mẻ 1. Quần có XML B size, đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Quần này không có trắng nha, quần này không có trắng nha chị. Size L chị Trương Lê Duyên Tiên. Áo nâu chị Liên Kim. Trương Lê Duyên Tiên là một xanh lờ này, em ghi ghi giá 89 nha. Áo nâu chị Liên Kim, áo nâu chị Liên Kim nâu đang mặc nè, ok chị, nâu đang mặc chị Liên Kim nha. 55 là rất là rẻ luôn. Rồi hết xanh lờ, em còn size S và size M thôi nha. S em mặc với chị nhìn cái lưng nè. Đây ví dụ em mà béo cái form quần này em phải béo 55kg đổ lại mấy chị nhìn thấy không? Tại vì ở sau là lưng thun nè, em đang mang cái size S á, ở trước nè mấy chị ơi, là lưng bẻn ở sau lưng thun. Ok chị Lương Kim. Áo màu da chị Vicky Nguyễn. Màu da chị Vicky Nguyễn, màu da. Rồi màu da chị Vicky Nguyễn nè, 55. Rồi em mặc nha, màu nâu. Màu này mẻ 1, vải đẹp lắm mấy chị ơi, mà có 55.000 thôi. Vải này dạng như vải đuổi á. Nó dạng dạng như vải đuổi nha mấy chị ơi, vải đẹp lắm luôn, còn size với size M. Chị Vicky Nguyễn dồn đơn. Trần Thảo ơi, em mặc em lấy size M cũng được, hết L rồi. Rồi áo này mẻ 1 nha, quần size S là chị Hương Nguyễn, quần size S. Rồi màu vàng, áo mặc là màu sọc, chốt em này sọc nâu, sọc này sọc vàng. Sọc này mẻ 1. Mẻ 1 nha, mẻ 1 nè, vàng này mặc là nâu. Vàng nâu. Rồi, áo này mẻ số 2. Áo này mẻ 2. Chốt đơn giùm em nha, vải đẹp ơi, đẹp luôn, có 55.000 mà chị nhìn số vải nè. Trời ơi, áo này không chốt là tiếc á, em nói nó mình mặc áo này là mặc suốt luôn, không bao giờ nó bị xù lông hoặc nó bị nhão luôn á. Eo 70 size M vừa, tại vì ở sau lưng thun này em. Chị đang mặc cái size S mà em nhìn là thoải mái không? Ở sau là lưng thun nha, tròn thẻ 70 mặc size M thoải mái. Mẻ số 2 cho Nguyễn Huyền Phượng, mẻ 2. 55 nè, Nguyễn Huyền Phượng mẻ 2. Rồi mẻ 1 cho chị Hạnh Vũ, mẻ 1. Chị Hạnh Vũ mẻ 1. Rồi mẻ 2 em hết rồi nha, em hết mẻ 2. Mẻ 1 chị Hạnh Vũ nè em. Chị Hạnh Vũ cho em địa chỉ số điện thoại nha chị Hạnh Vũ ơi. Áo mặc tri ân 55.000 thôi nha, màu nâu, để em lên màu lại. Quần sau có lưng thun nha chị Phương Trang ơi. Em hết size M rồi nha, tròn thẻo lấy size M là hết nè. Tròn thẻo size M 89.000 nhớ đi giá ngon. Rồi quần là em hết quần rồi nha. Áo mặc là 55.000, em còn màu nè. Màu vàng 40 tầm 55 56 cái men vừa. Áo em mặc là em còn màu nâu nè, màu nâu, màu vàng. Mẻ số 1. Nâu vàng mẻ 1. Em hết quần rồi Phương Trang. Quần này đẹp hơn, này hết rồi chị. Rồi, áo này em còn mẻ 1 nè. Màu này mẻ 1. Màu này cho em màu vàng nha, em đang mặc lại sọc nâu và sọc màu da.
màu da nữa nè, 55.000. Chị Hạnh Vũ là hồi nãy có éo mẻ một rồi nha chị ơi. Hạnh Vũ là có mẻ một rồi, chị lấy thêm màu vàng lên giúp em địa chỉ số điện thoại nha chị Hạnh ơi. Lên giùm em địa chỉ số điện thoại luôn nha, chị Hạnh thêm màu vàng nữa nha. Lại được hai cái rồi nha chị. Chị Hạnh Vũ màu vàng nữa nè. Rồi lên giùm em địa chỉ số điện thoại luôn. Éo em mặc là 55.000. Rồi chị Hương Nguyễn dồn thêm like nè. Rồi ai lấy chốt lên giúp em nha. Còn màu da nè, éo sọc màu da đẹp lắm chị ơi, có 55.000 éo này thôi. Em mặc màu nâu nè, đẹp ơi đẹp luôn giúp em nha. Màu nâu, màu da, màu nâu, màu da vàng, màu vàng, nâu, da, vàng. Vẽ này mẻ số 1 giúp em nè. Vẽ này mẻ 1. Rồi ai lấy màu dình comment màu đó lên giúp em mấy chị ơi. Màu này cũng đẹp hết, mẻ 1 nè. Cưng ơi là cưng luôn á. Mẻ 1 giùm em nha. Rồi màu vàng nè. Đẹp lắm luôn á. Màu vàng giùm em nha. Đẹp mấy chị ơi. Có 55.000 thôi nha, bán tri on. Vải đẹp cực kỳ luôn. Màu này giúp em màu da. Màu da mấy em nha, màu da. Dạ rồi, em cảm ơn chị Hạnh Vũ nè. Rồi éo chị nào lấy màu gì nữa không mấy chị ơi, chốt màu lên giúp em nha. 55.000. Cho em màu luôn mấy chị ơi, 55.000. Màu nâu, màu mẻ số 1, màu vàng, màu da nha. Nâu mẻ 1, vàng da. Da cho út nhọn màu da. Út nhọn màu da. Nhọn màu da. Rồi chị nào lấy éo nữa không? Em que mẫu nha. Éo còn màu nâu, màu vàng với mẻ 1. Éo còn nâu vàng với mẻ 1 nha. Mẻ 1 nha mấy chị ơi, que mẫu luôn nè. Cái này giống như cái đầm bữa trước em có bán nè, cái này nó rất là hot luôn. Giá nó cũng bằng cái đầm mấy chị ơi, rất là rẻ luôn nè. 40kg đến 60kg mặc vừa hết luôn. Trời ơi, đẹp quá. Bữa trước chị đã mua, chưa mua được cái đầm á, thì giờ mua tiếp nha. Y như nhau luôn. Nó là một cái tiếp rất là đẹp. Rồi em đang thử phôn, chờ em xíu nha. Cũng 99.000 rồi mấy chị ơi. Em đang mặc màu hồng. Rồi 40kg đến 60kg men vừa. Bữa trước chị nào chưa mua được cái đầm thì giờ mua cái xếp nè. Rồi dễ thương. Nè lẹ xếp nha. Mặc cổ lên như thế này cũng được. Cái gì mặc rỡ vai cũng được. Đó. Đây em nha. 99.000, 40kg đến 60kg mặc vừa hết luôn. Trở vai được, mặc lên trên vai được, im lên màu luôn nha. Hồng tím. 40kg đến 60kg men vừa luôn mấy chị ơi, 99.000. Tím nè. Ôi đẹp quá à. Hồng tím. Đây. Hồng nha, tím nha. Thôi kêu lên liền chị mặc thì nè. Rồi lên. Hồng tím. Rồi cái này là áo trắng sẽ đi với quần đen, 99.000 bộ nha. Đó chị nào lấy màu gì chốt lên màu đó mấy em. Mặc cổ vuông cái kiểu nó sẽ như thế này. Cái kiểu đồ này là sẽ mặc như thế này mấy chị ơi. Mặc cổ vuông lên trên như thế này nha, giống bữa trước em bán cái đầm á, mẹ giờ nó ra cái set cho mình luôn. 40kg đến 60kg men vừa. Đó như thế này. Chị nào thích mặc trở vai thì mặc trở vai ra nha. Về em có quần đen đi với áo trắng luôn á. Đẹp quá. Rồi có quần đen đi với áo trắng luôn nha, 99.000. Rồi ai lấy mình chốt lên giúp em nha, 99.000 thôi. Áo trắng đi, áo trắng đi với quần đen nè. Đẹp lắm luôn nha mấy chị. Áo trắng đi với quần đen siêu đẹp. 99.000 nguyên kẻ xếp. Rồi đẹp quá chừng. Trắng quần đen cho suông rồng hoa nè. 99.000. A lấy béo lên giùm em nha. Trắng quần đen suông rồng hoa 99.
99.000 thôi mấy chị ơi, beo dễ thương nha. Thích mặc bánh bèo màu hồng thì mặc nguyên cây màu hồng nè, màu hồng, màu tím, rồi áo trắng quần đen. 99.000 thôi nha. Cái này mình mua xong á mấy chị tách rồi ra mặc được nè. Mua cái này tách rồi được nè. Áo đen mặc với lại quần jean, mặc với lại chân váy gì cũng được hết luôn. Về cái quần đen này mặc với lại áo gì cũng được hết. Chị Thu Trang áo trắng quần đen. Thu Trang là áo trắng quần đen. Rồi ai lấy nó chốt lại giúp em nha, 99.000 thôi. Đẹp ơi đẹp như thế này, có 99.000 thôi nha. 40kg đến 60kg mấy chị mang vừa hết. 99.000 nguyên set em đang mặc màu hồng. Đó. Mặc cổ vuông lên trên như này cũng được, mặc trở vai cũng được luôn nha. 40kg đến 60kg mấy chị mặc vừa hết luôn. Rồi áo trắng đi với quần đen. Về em mặc là màu hồng, về có màu tím nữa. Màu tím đó nha, màu tím 99.000. Cái quần này nó may cái form nó vừa phải thì Thu Trang ơi, nó không có bị ngắn lắm đâu nha. Mặc được chị, không bị ngắn lắm đâu. Rồi ai lấy chốt đơn giúp em nha, màu tím nè. Đẹp lắm luôn giùm em bộ này nha. Tím hồng, rồi áo trắng đi với quần đen, 99.000 nguyên bộ, màu tím nè. Cưng ơi, cưng luôn mấy chị ơi. Ai lấy tím chốt tím giúp em nha. Tím hồng, rồi áo trắng quần đen. Rồi chị nào lấy cơm mình lên liền giùm em nha. 99.000 nguyên bộ. Đẹp lắm luôn, tím. Đẹp lắm lắm luôn, mặc cái này chụp hình cưng lắm nè. Màu tím cho Giang Nguyễn, màu tím. Rồi, tím hồng, áo trắng đi với quần đen nha. Giang Nguyễn tím này, tím kiếm đi giá. Rồi, chị nào lấy nó chốt lên giúp em nha mấy chị ơi. Áo trắng sẽ đi với quần đen. Rồi, tím. Bữa em mua áo lẻ không để 99.000 rồi hả? Mua lẻ rồi hả? Rồi cái này ai lấy thì chốt lên giùm em nha. Cái này bữa trước có bán đầm rồi, đầm cũng 99, bây giờ kẻ ship nó về cũng 99.000. Đẹp ơi đẹp luôn giùm em nè. Rồi áo trắng quần đen. Áo trắng quần đen. Rồi ship hồng và màu tím mặc trở vai được mấy chị ơi. Đây. Đó. Tiện lợi ha. Rồi Thu Trang. Ok chị Thu Trang nãy có đơn rồi em dồn gửi chung cho. Rồi đây màu hồng, màu tím, màu áo trắng quần đen. 99.000. 99.000 giùm em mẫu này nha, chị nào lấy đúng không? Rồi nha, rồi em que mẫu. Em lên màu lại lần nữa que mẫu. Cái này trắng nào, áo trắng đi với quần đen. Màu tím và màu hồng. 99.000 nguyên bộ nha, ai lấy chốt lên giúp em. Ok em Giang Nguyễn. Rồi ai lấy nửa chốt lên giúp em nha mấy chị ơi. Rồi em que mẫu. Rồi em que mẫu mấy chị ơi, chia sẻ like lên giùm em nha. Đầm caro này có nhiều màu. Caro này có nhiều màu cho mình chọn nè. Xanh, vàng, hồng, đủ màu luôn mấy chị ơi. Em thử màu xanh cho mình coi nha. Đủ màu chị không? Đây caro đủ màu luôn. Đó, 99.000 nha chị Xuân ơi, chị Rau muốn xèo ơi. 99.000 giùm em nha chị. Đầm này nó có may mút ngực cho mình luôn. Eo này thoải mái, 40kg tầm 55-56kg men vừa. Dây nơ cột trước cột sau cũng được hết nha mấy chị ơi. Đầm này cột trước cột sau gì đều ok hết luôn giùm em. À, em nhắn địa chỉ qua Messenger.
Rồi ok em tí hồi chị like xong chị coi liền nha. Đầm em mặc nè 40kg tầm 55-56kg men vừa. Rồi cái nơ này cột ra sau cũng được, cột ra trước cũng được luôn nha. Có muốn ngực mấy chị ơi, có muốn ngực thì men luôn nè. 99 ngàn một đầm nha, 99 ngàn một đầm. Em mặc là màu xanh. Rồi xanh nì hồng 40kg tầm 55-56kg men vừa, 99 ngàn một đầm đó chị ơi. Xanh hồng, cột nơ re sau, cột nơ re trước gì cũng được hết luôn nha. Đây đẹp lắm luôn. Màu xanh, màu hồng, vàng 40 tầm 55-56kg men vừa. Xanh hồng vàng, xanh hồng vàng mấy chị ơi, xanh hồng vàng. Em mặc cái này là cho em là caro xanh nha. Đó caro xanh, caro xanh mấy chị ơi, mút ngực rồi luôn á. Xong điều chỉnh lại. Xanh nhan hồng vàng. Đỏ đen nhiều màu lắm mấy chị ơi, đỏ nè, đen nè. Có một cái màu đen à, đen đỏ xanh minh vàng tươi. Rồi chị nào lấy màu gì mình chốt màu đó em nha. 99.000 màu này caro đen. 40kg tầm 55-56kg men vừa. Caro đen nha mấy chị ơi, caro đen. Mút ngực có mút ngực luôn nha. 99.000 caro đen. Rồi caro đen 99.000. Em mặc là caro xanh nha mấy chị ơi. Caro xanh 99.000 caro xanh. Rồi này cho em vàng tươi. 99.000 vàng tươi nha. Vàng tươi 99.000 vàng tươi. Đẹp lắm luôn, vải rất là đẹp mấy chị ơi. Vàng tươi 99. Xanh minh 99.000 xanh minh. Xanh minh nha. 40kg tầm 55-56kg men vừa, dáng dài. Có mút ngực. Rồi xanh minh giùm em là xanh minh 99.000 xanh minh. Rồi màu đỏ 99.000 màu đỏ. Đỏ nha mấy chị ơi, đỏ 99.000 caro đỏ. Đẹp lắm luôn nha. Caro đỏ 99. Rồi caro vàng 99.000 caro vàng và caro hồng. Vàng nhạt và hồng nha. Caro này caro màu vàng nhạt. Màu vàng nhạt nha mấy chị ơi và màu hồng. Rồi ai lấy màu gì mình chốt màu đó lên giúp em nha. Màu hồng. Caro hồng 99.000 một cái đầm caro này nha mấy chị ơi. 40kg tầm 55-56 quý mình mặc vừa nha. Rồi ai lấy màu gì mình chốt màu đó lên giúp em. Màu hồng 99 này em mặc là màu xanh nha. Hồng 99, xanh 99. Rồi caro vàng nhạt 99.000 vàng nhạt. Màu đỏ mấy chị ơi 99.000 nha, màu đỏ 99. Màu xanh minh 99.000 xanh minh nha mấy chị ơi, xanh minh. Màu vàng và màu đen luôn. Xanh minh vàng nha, vàng với đen. Rồi cho nó lấy đầm này chốt lên em là đầm kìm màu. Em mặc là màu xanh nè, cái nơ này cột ra sau cũng được. Không có gì có thể cột ra trước cũng được luôn nha. Nơ, nơ là mình cột trước cột sau cũng được hết. Cột trước cũng được mà. Nói chung là cái em mình tới đâu mình cột mình chặt lại tới đó. 99.000 giúp em nha, 55-56kg lại men vừa. Cái chị cột trước hoặc là cột sau cũng được hết nha. Rồi đây chị nào lấy màu gì chốt màu đó giúp em nha. 99.000. Xí này đẹp lắm mấy chị ơi. Lon màu như thế này, vải siêu đẹp luôn nha. Cái này 40kg đến 60kg mấy chị men vừa. Nhưng mà chị nào mặc áo được áo form ngắn á nha. Áo này do áo này là form crop top á, form ngắn. Bờ ngang nó co giãn rất là tốt luôn mấy chị ơi. 40 đến 60 nhưng mà chị nào mặc được áo form ngắn nha. Quần là quần lưng siêu keo giúp em nha, lưng keo ơi là keo. Ống là ống bo ở dưới. Quần này quần dài lắm, ống bo ở dưới giúp em nha.
Đây mấy chị ơi, ống bò dưới nè. Về lưng là lưng siêu keo luôn. Áo của nó kiểu như thế này. Đây nha. Cái này mặc men giày thể thao á, cưng lắm luôn. Em có hai màu. Màu em mặc là áo đen thôi với lại quần màu hồng. Còn cái vải dày dặn ghê luôn á. Quần đẹp lắm mấy chị ơi. Đây nha, kể tiếp của nó. Quần hồng và áo đen. Và áo màu trắng sẽ đi với quần lông màu một kem. Mẫu này giá là 119.000 một tiết nha mấy chị ơi. 119.000 kẻ xét giúp em nha. Đây áo màu trắng mà nó sẽ đi với quần màu kem. Đẹp lắm luôn. 119.000 kẻ xét thì nào lấy màu về chốt màu đó giúp em nha. 40kg đến 60kg men vừa á. Nhưng mà áo này chị nào mặc được áo phông ngắn nha. Tại nó là dạng phông ngắn nè. Mà nó co giãn rất là tốt luôn giúp em. Quần này đeo thoải mái. Mấy chị mua về mấy chị tách rồi ra mặc cũng được nữa. Áo mặc với quần khác hoặc quần mặc với áo khác cũng được nha. Co giãn cực kỳ là tốt luôn. 40kg đến 60kg. Co giãn thoải mái lắm luôn. Rồi ai lấy cái này chốt em là 119.000 tiền màu nha. Màu em mặc là màu hồng. Màu này là màu kem. Quần lưng siêu keo luôn mấy chị ơi. Ống ở dưới là ống bo nha. 119.000 kẻ xếp luôn. Đẹp ơi đẹp, cái quần đẹp quá. Rồi chị nào lấy chốt lên giùm em nha. 119.000. Áo đen đi với lại quần lông màu màu hồng. Về cái quần màu kem này sẽ đi với lại áo màu trắng. 119.000 kẻ xếp giúp em nha. Chị nào lấy màu này chốt lên em nè. Chị nào lấy màu gì bẻ màu đó mấy chị ơi. Trắng với lại đen hai màu nha. Áo trắng đi với quần màu kem và áo màu đen đi với quần màu hồng. Rồi giá 119 nha mấy chị ơi. 119.000. Giúp em nha. Rồi chị nào lấy xếp này chốt lên em nè. Quần hồng đi với áo đen. Áo trắng đi với quần kem. Rồi em quay mẫu nha. Em đang thử xếp sọc 79 hồi nãy nè. Hồi nãy em còn sọc lớn. 40kg đến 60kg men vừa. Rồi. 79.000 giùm em nha. Hồi nãy là sọc nhí, bây giờ là sọc lớn. Đẹp lắm luôn, phía sau của nó nè. Phía sau như thế này mấy chị ơi. Quần của nó là dạng quần lưng keo nè. Quần lưng rất là keo và dạng quần váy. Và áo là phơm của nó muốn giấu quần luôn mấy chị ơi. Cái quần này kéo keo lên tí nữa cũng được nha. 79.000. Đó, mặc xăng xăng lên cũng được hoặc để dài cũng được luôn. Em này chốt em này sọc 79 nha. Sọc 79.000. Đẹp phơm đẹp lắm luôn mấy chị ơi. 40kg đến 60kg mặc ok vừa xếp sọc này nha. Phơm thoải mái cực kỳ. Vải thun mịn mát lắm luôn. Cái này em còn sọc lớn nè. À lấy chốt lên em 79.000 sọc lớn nha. Sọc nhí hồi nãy em còn bộ. Đây sọc nhí. Sọc nhí là còn bộ cuối cùng nha. Lấy sọc nhí chốt lên sọc nhí 79.000. Cái quần của nó đẹp lắm mấy chị ơi. Quần của nó là dạng quần váy nè. Mà lưng keo ơi là keo luôn nha. Đó nó thùng tít ở trên. Lưng keo ơi là keo luôn, có 79.000. Từ 40kg đến 60kg men vừa. Mấy chị muốn mặc sale cũng được. Đẹp lắm luôn dùm em cái mẫu sọc này nha. 79.000 sọc nhí còn bộ cuối cùng. 40kg đến 60kg mấy chị mặc vừa hết luôn. Giúp em cái sọc nhí này nha. Ai lấy sọc nhí chốt sọc nhí 79. Còn sọc lớn chốt em là sọc lớn nha. 79.000 đẹp ơi đẹp luôn mấy chị ơi. Đổ quay sọc lớn mà anh Tú xuyên vậy. Nó
đẹp luôn nha. Cái này form áo nè, form quần, nó may cái form rộng rãi thoải mái lắm luôn cho mình á. Rồi chị nào lấy béo em nha. Sọc nhí và sọc lớn này, hai màu. Sọc nhí, sọc lớn hai màu nha. Chị nào lấy béo giúp em. Sọc nhí và sọc lớn hai màu. Rồi mẫu này giùm em nè. Áo sọc này bán tri ân luôn. Giá 59. Sọc lớn cho Trần Như Quỳnh. Cái này phía sau có bo chung. 40kg tầm 55, 56 cái men vừa. 40 đến 55, 56 cái men vừa. Rồi nơ mình tự cột tự điều chỉnh giúp em nha. Nơ tự cột tự điều chỉnh giùm em luôn. Mình cột sao mình mặc lên vai á, rồi mình cột điều chỉnh. Phần này có mút ngực. Có mút ngực nha mấy chị ơi. Màu này cho em màu Trần Như Quỳnh. Cũ quá em. Rồi cái này chốt lần em nha, màu nâu. Đây bông màu nâu. Nâu hồng đen. 59 mẫu này bé tri ân 59 mấy chị ơi. Hồng. Chốt màu em có màu chi hồ 59.000 bán tri ân nha. Dịch này mặc té gì. Bộ đang mặc 79.000 còn nha. Trang Trang Nguyễn ơi màu đen luôn. Béo màu dùm em. Cái này bán tri ân á, vải đẹp cực kỳ. Có bút ngực nha. 40 tầm 55 56 mà có 59.000 mặc lên cưng mấy chị ơi. Phối là quần ống rộng, chân váy ok hết luôn dùm em nha. Quần ống rộng, chân váy gì cũng ok hết luôn. Bộ đang mặc 79.000 còn nha. Sọc đen. Sọc đỏ, sọc vàng. Còn màu không? Đầm màu là chỉ có đầm hoa thôi nha Nguyệt Tô ơi. Chỉ có mẫu đầm hoa là bầu mặc được thôi nha. Đầm hoa 109 á. Màu đỏ nè. Em nói thiệt luôn á, này đẹp ơi đẹp luôn. Bán tri ân với chị 59.000. Rồi cái bo chung nó làm cũng xịn nữa. Có muốn ngực dày dặn cho mình nha. Rồi màu xanh nữa giùm em. Xanh vàng. Rồi màu xanh. Nhiều màu lắm luôn, 59.000 thôi. Màu xanh giúp em nè. Vậy màu này là màu vàng. Rồi ai lấy màu gì mấy màu đó giúp em nha. Nó 59.000 mà áo này vải xịn lắm. Mấy chị nhận là mấy chị ưng à. Rồi màu đây nha mấy chị ơi. Hết màu rồi đó. 40 tầm 55, 56 cái men vừa. Kero vàng giùm em nè. Có 59.000 thôi nha. Mặc xong cột cái nơ tự điều chỉnh lại giùm em nè. Rồi chị nào lấy béo em nha. Áo đây. Cái quần này kéo keo lên được nữa nha. Lưng keo lắm luôn. Đây là chị kéo tới này rồi nè. Vẫn còn kéo lên được nữa. Màu xanh cho Kim Anh nè. Kim Anh Trương màu xanh. Màu xanh. Rồi màu vàng giúp em. 59.000 này không lấy tiếp thôi. Em nói thiệt cái này bé tri ân mấy chị ơi. Không có lời miếng nào này hết á. Lỗ tiền xe nữa. Rồi ai lấy thì chốt nó giúp em nha. Màu vàng nè. Màu vàng nè. Kero vàng. Kero đỏ. Cái dây nó rất là dài. Mình cột mình điều chỉnh lại giúp em nha. Có 59.000 thôi. Mẫu này vải đẹp lắm. Nó có bút ngực. Phía sau nó có bo thun. 40 tầm 55, 56 cái men vừa. Rồi chốt lên em nha. Kero đỏ, kero vàng. Kero đen. Đen mấy chị ơi, đẹp lắm. Vải nó dày dặn chốt rất là đẹp nha. Màu đen. Rồi màu hồng với màu nâu. Hồng nè chị, màu hồng. Mút ngực dày dặn luôn giùm em nha. Có 59 rồi mấy chị ơi. Mẫu này không lấy tiếp luôn. Màu hồng nè. Mặc có lại quần ống rộng màu trắng, màu đen. Chân váy dập ly, chân váy. Nói chung là rất là dễ phối đồ cái áo này luôn nha. Và màu này màu nâu. Màu nâu. Rồi lấy màu gì chốt màu đó giúp em nha. Nâu nè. 59.000 màu nâu. Hết xanh rồi Trang Trang Nguyễn ơi. Còn nâu còn hồng nè. Nâu hồng. Đen. Nâu hồng đen mấy chị. Nâu hồng đen hết xanh nha. Đỏ. Xanh có một cái một à. Đỏ. Đỏ nè. Trang Trang Nguyễn màu đỏ. Trang Trang Nguyễn màu đỏ. Này đỏ cũng có một cái nữa. Rồi hết đỏ luôn còn vàng nè. Vàng đen hồng nâu. 59.000 không lấy tiếc lắm mấy chị ơi. Beo đẹp luôn nha. 40 tầm 55, 56 cái men vừa bé có 59.000 thôi à. Rồi chị nào lấy mình chốt lên giúp em. Màu vàng. Vàng nè, đen.
vàng đen mấy chị ơi, đẹp không? Vàng nè, đen nè, hồng nè, nâu. Cây rau đen chị Cherry Hồ. Rồi chị nào lấy màu gì chốt màu đó giùm em nha. Màu đen, đen, hồng, nâu, vàng. Còn đen, hồng, nâu, vàng. Rồi lấy màu gì bé màu đó giúp em, có 59.000 mấy chị ơi. Đen, vàng, nâu, hồng. Màu hồng nè mấy chị, 40 tầng 55, 56 cái men vừa. Có muốn gồm dày dặn luôn cho mình nha. Màu hồng giùm em. Màu này màu vàng, đẹp ơi đẹp luôn, có 59.000. Vàng, dây này tự điều chỉnh lại. Phía sau có bao chung hết. Màu nâu. Rồi đen nữa nha. Rồi chị nào lấy màu gì nó béo màu đó giúp em, 59.000. 59.000 nha mấy chị. Bộ em mặc là 79 nó có sọc nhí nữa. Caro vàng chị Vicky Nguyễn, caro vàng lấy ngồi nha. Caro vàng chị Vicky Nguyễn, caro vàng. Rồi ai lấy caro nữa chốt lên giúp em nha. Một cái mẫu đầm 2 dây nè. Đầm xếp sọc yên mặt là 79, có sọc to, sọc nhí. Hai màu nha. Sọc to, sọc nhí. Rồi đầm này giá rất là rẻ luôn nè. Đầm này sẽ có muốn ngực cho mình nha. Mấy chị ơi, 40kg tầm 55-56 cái mấy chị men vừa. Muốn ngực, có muốn ngực luôn. Có muốn ngực cho mình luôn nha. Cho chị cục màu lên đi em. Đầm này em đang mặc là màu đen. 40kg tầm 55-56 cái men vừa. Giá là bán tri ân giá 69.000 nha mấy chị ơi. Đen nào vàng 69.000 thôi á, rất là rẻ luôn giúp em nha. 40kg tầm 55-56 cái men vừa. Đen, vàng, xanh, đỏ. Rồi màu xanh vải đẻ rơ luôn mấy chị ơi. Màu xanh vải nè, đúng đẻ luôn á. 69.000 nha, chú em đầm 69.000 tiền màu. Màu xanh đẹp lắm nè, vải cũng đẹp nữa. Chú em màu xanh nha. 69.000 màu xanh, 69.000 màu vàng. Đen đỏ, màu đỏ. Chú màu vải đẹp lắm mấy chị ơi. Màu đỏ nè. 69.000 một đầm giúp em nha, 40 tầm 55-56 cái men vừa. Thì nào keo keo thì mình sẽ nhích số ký lên nữa nha. Đẹp lắm. Rồi, 69.000 thôi, chốt màu lên giúp em nha. Xanh da xương rồng ho 69 nè. Đẹp lắm mấy chị ơi, 69.000 thôi nha. Mềm nó vải đẹp cực kỳ luôn á. Có muốn ngực cho mình luôn, mặc cái này lên. Trời ơi, đẻ lắm, đẹp lắm. Đỏ đậm. Đỏ đậm giúp em nha, màu đỏ đậm nè. 69.000 một đầm thôi mấy chị ơi, 40 tầm 55-56. Chị nào keo keo thì 57 cái cũng vừa. Rồi rất đẹp luôn, màu đỏ đậm. Màu xanh giùm em nè, 69.000 thôi mấy chị ơi. Đẹp ơi đẹp mẫu đầm này nha. Đỏ xanh nè, vàng em mặc là màu đen. 69.000 một đầm. Cái này bán tri ân hết, rất là rẻ luôn á. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em nha. Đỏ xanh vàng và em mặc là màu đen. 69.000 một đầm. Em mặc là màu đen nè. Đẹp ơi đẹp luôn mẫu này. Màu xanh là chị Mạnh Tú Xuyên màu xanh. Mạnh Tú Xuyên màu xanh. Chị Phượng Ruby màu đen với màu xanh. Chị Phượng Ruby đen với xanh. Rồi chị nào lấy màu gì nữa chốt màu đó giùm em nha. Em hết xanh rồi, em còn đen đỏ với vàng. Rồi còn đen đỏ vàng 69.000 mấy chị ơi. Còn đen đỏ vàng đẹp ơi đẹp luôn mẫu đầm này. Chỉ có 69.000 thôi, này em bán tri on á. Đẹp lắm luôn. Rất là rẻ mấy chị. Vải nè. Cưng ơi là cưng luôn ấy, tớ vải nè mấy chị ơi. 69.000 thôi nha em, còn đen đỏ vàng ba màu. Chị nào lấy màu nào chốt ra màu đó với em nha, màu đỏ đậm. Màu này màu đỏ đậm nha, không phải đỏ chối đâu yên tâm. Đỏ đậm. Kim Anh Trương màu đen 69. Chị An Lành màu đen 69.
Rồi em còn màu vàng, màu là hết đen rồi nè, còn vàng còn đỏ. Rồi em còn vàng còn đỏ nha, ai lấy làm 69 chốt lấy em còn vàng còn đỏ. Còn vàng mấy chị ơi, còn màu vàng 69 ngàn và màu đỏ 69 ngàn. Rồi chị nào lấy màu gì chốt lên giúp em nha. Còn đỏ còn vàng hai màu giá 69. Đẹp ơi đẹp luôn mẫu đầm này. Rồi ai lấy đầm 69 mình comment lên em nha. Còn đỏ còn vàng hai màu. Đỏ với vàng hai màu giúp em mẫu này. Rồi chị nào lấy đầm này lựa béo em nha. Còn đỏ còn vàng hai màu 69 ngàn còn đỏ còn vàng. Bi này vải đẹp lắm mấy chị ơi. Chỉ có 79 ngàn một đầm thôi nha. Em có bi màu nâu và bi màu hồng hai màu. Quần bình thường thì nó xong không có lộ đâu nha. Rồi 79 ngàn có màu nâu với màu hồng hai màu. Màu nâu với màu hồng hai màu nữa chị ơi. Rồi mẫu này nha, 40kg tầm 55kg men vừa, 40 đến 55kg men vừa 79 ngàn. Em có màu em mặc là màu nâu nha, ở trên là cột nơ. Màu nâu với màu hồng hai màu 79. Chốt em là đầm 79 ngàn tiền màu. Rồi nâu với lại màu hồng hai màu nha. 79 ngàn mẫu này ai lấy thì chốt lên giúp em. Nâu hồng hai màu 79. Màu hồng mấy chị, màu em mặc là màu nâu nha. Màu nâu 79 ngàn màu nâu. Rồi 79 ngàn màu hồng. Chị nào lấy bi chốt lên em là đầm bi kìm màu nha. Nâu 79, hồng 79. Rồi ở trong đang mặc là màu nâu nè. Rồi màu hồng nha. Chị lấy đầm 79 ngàn chốt lên em là bi 79 ngàn kìm màu. Hồng 79 ngàn, nâu 79 ngàn. Rồi hồng 79, nâu 79 nha mấy chị ơi. Quay mẫu nha. Rồi đầm hoa này 89 ngàn, 40kg đến 60kg men vừa. Mẫu này nha, đầm này em có tổng cộng là đầm thun 2 dây hết đen nha, xương rồng hoa ơi, còn đỏ với vàng thôi nha. Còn đỏ với vàng à. Màu đỏ, màu vàng. Đầm hoa này 89 ngàn, 40kg đến 60kg men vừa. Thì nào bầu bì là mặc thoải mái luôn với em nha. Hai dây hồi nãy là còn màu, hai dây hồi nãy là em còn màu đỏ với màu vàng. Rồi đầm này 40kg đến 60kg bầu bì là mặc thoải mái luôn dùm em nha. 89 ngàn. Em có màu em mặc là chú em là màu đen mặc luôn mấy chị. Màu đen mặc nha. Màu đen mặc. Rồi này hoa xanh. Vải rất là mịn, rất là mát. 89 ngàn một đầm. 40kg đến 60kg bầu bì mấy chị bon chen được. Phần phía sau làm bo chung nè. Đây thoải mái cực kỳ nha. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp em màu này màu xanh. Màu xanh. Màu em mặc. Màu tím. Hoa tím đẹp đúng đẹp nè. 89 ngàn thôi nha mấy chị ơi, hoa tím. Đây 89 ngàn hoa tím. Ai lấy hoa tím chốt hoa tím giúp em nha. Hoa tím. Màu em đang mặc.
89.000 thôi nha mấy chị ơi, lấy màu gì chốt màu đó, vải đẹp lắm luôn mấy chị yên tâm nha. Màu này màu tím nè. Về màu. Vậy rồi ok chị An Lành. Màu này cho em này, nền xanh hoa tím nha. Nền xanh hoa tím. Nền xanh hoa tím nè. Rồi chị nào lấy mình chốt lên liền giùm em nha. Nền xanh hoa tím 89.000 một đầm thôi. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Cho coi trắng bi nút hồi nãy. Ok em đem huyết bi. Cái bi màu da nha. Đưa chị lại đi. Bi nơ nè, màu da. Rồi đầm thôi em mặc, chị nào lấy nút chốt lên giúp em nha. Xanh nè, hoa tím nè, nền xanh hoa tím và màu em mặc nha, 89.000. Chấm bi đây nha, đèm phí bi ơi, màu mẫu này đúng không? Nâu với hồng hai màu nha em, 79.000. Bốn mươi tầm 55 cái men vừa nha, nâu hồng hai màu 79. Lấy chốt lên giúp chị nha, nâu với hồng hai màu với 79. Cột nơ phía trước nè. Bi nâu, bi hồng hai màu. Có bi màu hồng nữa, cho chị cái bi hồng lên. Rồi 79.000 nha, đèm với bi ơi, lấy màu gì chốt màu đó giúp chị nha, bi hồng nữa nè. Bi nâu và bi hồng hai màu, 79. Rồi đây nha, lấy màu gì chốt màu đó giúp chị nha, màu nâu với màu hồng hai màu. 79.000 nâu hồng hai màu, bi nâu cho đàm Thúy Vi nè. Rồi còn màu hồng. Em còn đủ hai màu á. Bầu nhỏ mặc được nha. Còn bầu mà to quá này coi chừng mà không được á em. Rồi que mẫu nha. Phải không? Em nhớ. Chắc chị. Mẫu này nè, như em like đúng lần xong em quên, em có trong luôn. 119.000 body. Nhà kéo không chị? Mẫu này mặc đi tùy còn sang nữa chị ơi. Body. Body này muốn ngực dày dặn luôn nha. 40kg tầm 52-53kg mấy chị men vừa. Giá 119 cái đầm body này. Đây mấy chị ơi, muốn ngực dày dặn luôn giúp em nha. Cổ là dạng cổ vuông. Rồi đây. Chị nào lấy body chốt lên em là đầm body nha. 119.000 đầm body. Mặc đi tuyệt, đồ beo đẹp luôn á. Trước nó nhúng nhúng nè mấy chị ơi. Một lớp vải bên trong và nó có một lớp mấy cái lớp lưới bên ngoài nữa nè. Lớp lưới bên ngoài nữa nha. Rồi muốn ngực dày dặn luôn giùm em. 40kg đến tầm 52-53kg men vừa. Chốt em là body nha, 119.000 đồng body. Rồi body 119 nha mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn. Nhúng 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 từ trên xuống dưới nè. À lấy đầm body 119 chốt lên giùm em nha. Body 119.000 đồng body. Body 119. Rồi áo này hồi nãy bán tri ân đầu like này, em còn đúng một cái mẫu này nãy mẻ nhiêu quên ta, chốt em hồng đi. 55.000 màu hồng. Vải đẹp lắm luôn, 40kg tầm 55-56kg men vừa. 55.000 màu hồng. Về 55.000 cho em cái này màu sọc đỏ. Không, sọc xanh mấy chị, sọc xanh nha với sọc hồng hai màu. 55.000. Áo này nãy em bán tri ân đầu like, bán tặng đầu like á, rất là rẻ luôn. Rồi hồng nha, hồng 55.000 màu hồng. 55.000 cái này cho em sọc xanh. Chị nào lấy màu gì chốt màu đó nha. 55.000 sọc xanh.
55.000 sọc hồng. Hồng cho Nguyễn Huyền Phượng 55. Nguyễn Huyền Phượng hồng 55. Rồi còn màu xanh. Thì nào lấy xanh chốt xanh luôn giúp em nha. Còn màu xanh đúng rồi, còn sọc xanh. Body này giá là 89 là một đầm nha mấy chị ơi. Đi tìm nó còn cái cọc đầm body nào không? Bảo body chữ thì chị đủ màu nha. Body này giá 89 là một đầm, 40 ký tầm 57 58 ký nam vừa. Nó có màu hồng sen nè. Hồng sen nha mấy chị ơi, hồng sen. Màu chè phô sữa. Hồng sen nè, kè phô sữa nè. 40kg tầm 57-58 cái mấy chị mang vừa đầm body nè luôn á. Vải dày dặn chốc beo đẹp luôn nha, siêu co giãn. Đó, màu kè phô sữa 89.000 màu kè phô sữa. Về màu tím nhà lấy body, chốt em body kìm màu nha, 89.000 thôi à. Màu tím mấy chị ơi, màu tím 89.000 màu tím nè. Màu kè phô sữa với màu hồng sen. Tím kè phô sữa hồng sen dáng dài luôn nha, đẹp lắm mấy chị ơi. Có 89.000 một cái đầm này thôi nha. 40kg đến tầm 57-58kg vừa hết. Đẹp ơi, đẹp luôn nè. Rồi hồng sen giúp em nha, 89.000 hồng sen. 89.000 màu nâu. 89.000 màu tím. Rồi ai lấy màu gì chốt màu đó giúp em nha. Body kìm màu. Body 89.000 kìm màu. Đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Con mẫu chữ đủ màu à. Áo 2 dây hoa tầng này 40kg tầm 55-56 cái mấy chị mang vừa, đẹp quá. Hoa tầng nè. Cái trong váy màu trắng đó. Bọc len trắng. Hoặc là tầng đen cũng được không? Tầng đen cũng được. Áo mặc là 55 nha mấy chị ơi, có hoa đỏ này, hoa trắng, hoa vàng. Hoa đỏ, hoa trắng, hoa vàng. Về hoa màu hồng luôn, ba màu. Đỏ, trắng, vàng, hồng luôn nha, ba màu. Đẹp ơi, đẹp luôn. Mở thì nó đừng có rớt nha, không mở nó dễ rớt rồi. Rồi áo này mấy chị ơi, tầng 2 tầng nào vôn nha, vải đẹp cực kỳ luôn. 40kg tầm 55-56 cái men vừa. Em mới lấy ra nó hơi nhăn. Đây rất là đẹp mẫu này nha, 55 nha. Cái này nãy bán tặng bán kia ông 55 đúng không? Yeah. 55 nha. Màu hồng, màu đỏ, màu vàng, màu trắng. Hồng, đỏ, vàng, trắng 55.000 thôi. Chị nào lấy chốt luôn giùm em nè. Màu hồng luôn. Hồng rất là đẹp mấy chị ơi. 40kg tầm 55-56 cái mà ok vừa hết nha. Cái tè của nó rất là thoải mái luôn mấy chị ơi, đẹp lắm luôn nha. Đỏ, hồng, vàng. Em mặc là màu đỏ nè. Rồi màu hồng. Đỏ, hồng, vàng, trắng. Rồi màu vàng nè, 55.000 chốt em áo 55.000 kìm màu nha. Đỏ, hồng, vàng, trắng, đẹp ơi đẹp luôn mấy chị ơi. Đỏ, hồng, vàng, trắng nha, 55. Rồi chị nào lấy màu gì mình chốt màu đó lên giúp em nha. Đẹp ơi đẹp, màu trắng đẹp nè. Rồi 40-55-56 cái men vừa, Tri Ân 55.000 thôi. Chốt lên giúp em màu trắng, em mặc là màu đỏ, màu hồng, màu vàng. Màu hồng cho xương rồng hoa màu hồng. Đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi đỏ, đỏ, hồng, vàng, trắng. Hồng cho Trang Trang Nguyễn. Hồng cho Trang Trang Nguyễn, vàng cho chị Thảo Trương 55.000. Vàng cho Thảo Trương. Chị chuyển đi rồi Quỳnh Trần ơi. Hiện tại là chị ship hàng đi thôi nha, chứ không có tới, không có ghé nhà được.
Rồi, ai lấy chốt giùm em nha. Rồi, trắng, vàng, em còn trắng, vàng, đỏ. Hết hồng nha Thảo Trương ơi, còn trắng, vàng, đỏ thôi nha. Hết hồng rồi em, còn trắng, vàng, đỏ thôi à. Có lấy vàng thì em béo nha. 55.000 thôi, rất là rỉ, rất là đẹp mấy chị ơi. Rồi, chị nào lấy màu nữa, chốt màu lên giúp em nha. Màu trắng, màu vàng, màu đỏ. Vàng nè. Vàng cũng đẹp ơi, đẹp nè. Chân váy mặc là 75, có quần bên trong 40 tầng 53, 54 cái mang vừa. Rồi chốt lên giúp em nha, màu trắng nè. Ok em Thảo Trương. Rồi còn trắng, còn vàng, còn đỏ luôn, 55.000. Ai lấy màu gì béo lên màu đó em nha, đẹp lắm luôn mấy chị ơi, hai tầng. Rồi 55 nha. Trắng, vàng, đỏ, em còn 3 màu. Khi ship dặn anh Trung gọi em trước nha, ảnh quê ảnh không có gọi nhiều khi em không có phòng. Ok em nha Trang Trang Nguyễn ơi. Rồi A lấy chốt lên giúp em nha, trắng, vàng, đỏ, bê màu. Còn trắng, còn vàng, còn đỏ, bê màu. Vàng cho Tuyết Anh Trương màu vàng. Vàng chị mặc Tuyết Anh Trương màu vàng. Rồi khóc giùm em nha. Khóc này có màu đen với màu nâu, màu đen nè. 100 mấy quên rồi đây. 115.000. Màu đen 115, 40kg đến 60, 65kg mấy chị mặc ok vừa hết nha. Giá 115.000 màu đen. Đẹp lắm luôn nè. Chị nào lấy chốt em đen 115 có nón phía sau và nó có dây đai luôn cột lại. 115 màu đen nha, 115.000 màu đen. Chốt em đen 115 mấy chị ơi. Đẹp ơi đẹp nè. Cái này để mùa lạnh á, mặc xong men về bốt nữa cưng lắm luôn. 115 màu đen nha, lấy đen chút em đi 115. Dày dặn cực kỳ nha mấy chị ơi. Có dây cột eo nữa nha. Chốt em là đen 115.000 khóc đen. Khóc đen 115 mấy chị ơi, đen 115. Rồi nâu 115.000 nâu. Nâu 115 nha, nâu dạng như màu đen mà nó không có nón. 115.000 khóc nâu, thì là lấy nâu, chốt nâu với em nha. Nâu 115 nâu. À lấy nâu con mình nâu. Chân váy đang mặc 57kg và không vừa nha chị xét sự ơi, không vừa chị. Chốt em màu nâu nha, 115.000 ở sau nó dài. Rồi nâu 115 giùm em nha. Đẻ lắm luôn, mặt này vô ấm thiệt luôn. Chốt em là màu nâu 115, màu nâu, khóc nâu 115. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Nâu 115.000 nâu nha, đúng một cái. Chị nào lấy nâu con mình nâu rồi giùm em. Nâu 115 nâu. Trăm mười lăm ngàn cho em màu xám nha. 40 tầm 52 cái men vừa éo này. 40 tầm 52 cái men vừa éo này, chốt em lại xém 115 xém, đẹp quá à, hai lớp. Bên trong có lót hết cho mình nha. Chốt em xém 115. Xém 115.000 xém nha mấy chị ơi. À lấy xém chốt xém 115 nha. Đẹp ơi đẹp, khóc xém này, khóc nhẹ vô nè. Mấy chị mặc có đầm body đồ á, mấy chị khóc vô cũng xinh luôn á. Rồi chốt em lại xém 115, đẹp ơi đẹp luôn. Đẹp lắm. Xém nha Nguyễn Huyền Phụ màu xém 115 như giá. Chú em đỏ đậm 115. Nó dạng như màu đỏ, đỏ này đỏ măng cục, có cái màu của trái măng cục đó mấy chị. Chú em đỏ nha 115, 40kg tầm 55kg men vừa. 40 đến 55 giúp em nha. Chú em đỏ 115. Đỏ trái măng cục á, cái màu nó y vậy luôn á. Chú em đỏ 115 nha, đỏ 115 mấy chị ơi. Đỏ 115.000 giúp em nha, vải đẹp cực kỳ, hàng hai lớp.
Rồi chị nào lấy đỏ của mình lên, em là đỏ 115. Xanh 119. Áo mà có màu luôn nha Út Nhọn ơi, cho chị màu áo lên lại luôn. Hot xanh 119 giúp em nha. Xanh rêu. Áo mà là còn màu trắng nữa nha. Chú em này rêu 119.000 rêu. Đỏ chị Thoa Thị Ngô 119. Cái này rêu 40kg tầm 56-57kg mang vừa nha. Chú em màu rêu nè. 119.000 hot rêu nha, màu xanh rêu. Đó, nút cài luôn. Không, 115 đỏ, đỏ 115. Còn rêu này 119 nè. Áo mặc là 55.000, còn hoa trắng nữa nha Út Nhọn ơi. Còn hoa trắng nữa nha. Rồi hoa trắng, hoa đỏ, hai màu. Màu đỏ này rồi màu trắng này, hai màu 55.000. 55.000 nha em, chốt trắng 55, đỏ 55 nha. Trắng 55, đỏ 55. Rồi trắng 55, đỏ 55. Rồi đêm này có dây cột eo cho mình luôn nè. Đêm này có dây cột eo 115 nha, chú em đem 115. Ê, đêm này đẹp nè. Rồi đêm này đẹp lắm mấy chị ơi. 115 dùm em nha, 40kg đến tầm 40 tầm 57-58kg là vừa này luôn á. Đẹp quá, màu đen đẹp nè. Chú em đen nha, 115.000 đen. Có dây nịt luôn nè mấy chị ơi. Chú em đen 115 đen. Cài vô xong rồi nịt lại. Có dây nịt mấy chị, nịt lại nha. Nịt lại luôn. Cái tay của nó có nè. Đai nữa mình điều chỉnh lại giùm em nha. Chú em lại đen 115.000 cái đen này. 40kg đến tầm 57-58kg men vừa. Chú em đen 115 nha. Đen 115.000 đen. Đen 115 đen luôn mấy chị ơi. Đen là đúng được luôn á. Có áo khoác này tầm 65-70kg hơn. 65-70kg là áo màu đen hồi nãy luôn á em. Màu đen mà nó có nón á thì mới cái form nó mới to được nha. Mà mình có màu hồng, cánh màu tím á. Lấy ra em chị nha. Áo này dễ thương lắm nè. 40kg đến tầm 55-56kg men vừa. 40 tầm 55-56 ta sẽ ra nó như thế này. Màu vàng với màu hồng hai màu nha, 85. Chốt em vàng. Rồi cột nơ mấy chị ơi, nơ ren nha. Màu vàng với màu hồng hai màu. Đầm 57kg á, là đầm hoa nãy được không chị Xé Tụy ơi? Đầm hoa đầu lai á. Hoa đầu lai nãy chị có chốt không ta? Rồi áo này 85.000 có màu hồng với màu vàng hai màu. 40kg tầm 56-57kg men vừa luôn nha. 57kg thôi chị. Rồi rồi để em tìm đầm lên nè. Rồi áo này em có màu hồng với màu vàng hai màu nha. 40kg tầm 56-57kg men vừa luôn á. Đẹp ơi đẹp nha mấy chị ơi. Chốt màu hồng 85, màu vàng 85 giúp em nha. Hồng 85, vàng 85. Màu vàng nè à. Rồi này màu hồng đẹp lắm mấy chị ơi, ai lấy màu gì chốt màu nói giùm em nha. Vàng hồng hai màu, vàng với hồng hai màu giùm em nè. 85.000 vàng với hồng hai màu. Làm tu nơ không? Nơ ở đâu em? Rồi chị nào lấy éo chốt éo lên giùm em nha. 85.
hàm hoa cúc 40kg đến 60kg men vừa luôn. Ai lấy hoa cúc chốt lên em hoa cúc nha. Rồi áo sọc nãy lấy áo đỏ 2 tầng nha chị. Cúc nhọn kìa em. Rồi chốt em là hoa cúc 85.000, hoa cúc mấy chị ơi. Hoa cúc 85.000 giúp em nha, hoa cúc nè. Hoa cúc trước là hoa cúc thêu nha, tè trước sẽ ngắn hơn tè sau dài hơn. 85.000 40kg đến 60kg men vừa. Chốt em là hoa cúc mấy chị ơi, 85.000 hoa cúc nha. Làm nơ 119 lại đủ hết chứ. Làm này 119.000. Có màu xanh, màu tím, hai màu giá 119. 40kg tầm 56-57kg men vừa. 40 tầm 56-57kg men vừa nha. Có màu xanh với màu tím hai màu. 119. Nó sẽ có kèm theo cái hoa cho mình nè. Muốn cài đâu cài nha mấy chị ơi. Màu tím, màu xanh hai màu. 40kg tầm 56-57kg men vừa. Chốt em là đầm 119 kèm màu. Màu tím với màu xanh hai màu nha. Rồi cái hoa này mình cài trước cũng được, cài đâu cũng được hết, nó tặng kèm theo. Chỗ này là tím 119 và xanh 119 nha mấy chị ơi. Rồi tím nha, tím 119 và xanh 119. Chị nào lấy đầm này chốt nó giúp em nha, phông này dạng phông suông á. 119 xanh, 119 tím. Tìm ra chưa? Cúc nhọn á. Rồi cái này baby doll 119.000, cũng có màu nâu với màu vàng hai màu. Rồi có nâu có vàng hai màu mấy chị ơi. 119.000 baby doll 40kg đến 60kg men vừa. Nâu 119 và vàng 119 nha. Rồi nâu 119 vàng 119 giúp em luôn, vải đuổi chất rất là đẹp luôn nha. Vải đuổi chót đẹp ơi đẹp luôn nè. Nâu 119 vàng 119. Nâu. Nâu mấy chị ơi, màu nâu 119. Rồi màu vàng 119 màu vàng. Chị nó lấy màu gì mình chốt lên màu đó giúp em nha. Nâu 119 vàng 119. Đây đẹp lắm luôn, vải là vải đuổi. Phom to, phom suông á, bầu bì bông chim thoải mái luôn. Nâu 119 vàng 119 em nha, baby doll. Đây nha mấy chị, nâu 119 vàng 119 luôn baby doll. Rồi ai lấy màu gì chốt lên màu đó giùm em nè. Rồi đầm body chữ này. Body chữ này giá là 95.000, em có màu đen, màu hồng, màu tím, màu kem đất và màu kẹp hoa sữa. Chữ nữa chị ơi, mặc vô xong mình điều chỉnh lại em nha. 40kg tầm 56-57kg mấy chị mặc vừa luôn á. 40 tầm 56-57kg mặc vừa luôn giúp em nha. Vải dày dặn chốt đó là co giảm 95.000 một đầm. Em có cái này là chữ đen, chữ tím, chữ hồng, chữ kem. Chữ tím nè mấy chị ơi, đen tím nha, đen tím nè, hồng, đen tím hồng và màu kem, màu nâu nữa. Chốt lo giùm em nha mấy chị ơi. Đen, tím, hồng, kem, nâu. 95.000 một đầm nha. Chị lấy màu gì chốt lên màu đó giùm em luôn. Màu kem, màu nâu. Rồi đây, chị nào lấy màu gì chốt màu đó mấy chị ơi. 95.000 nha. 40kg tầm 55-56-57kg vừa luôn á. Chốt rất là co giãn. Em mặc là chữ màu đen nha. Chữ đen, chữ nâu, chữ kem, chữ hồng sen và chữ màu tím. Có tổng cộng là 5 màu. Chị nào lấy màu gì chốt lên màu đó với em luôn, 5 màu.
lông mi. Sơ mi 79 nha mấy chị ơi. Em có màu caro vàng nè, caro xanh và caro tím ba màu, giá 79.000. Chốt lên với em là caro kìm màu nha. Tím nè, xanh, vàng. Tím, xanh, vàng, ba màu, giá 79. Chị nào lấy caro chốt lên với em là caro kìm màu nha. 79.000 caro kìm màu. Xanh, tím, vàng, ba màu. Xanh, tím, vàng, ba màu, giá 79. Caro này là form tầm 40kg, tầm 55kg mấy chị mang vừa. Chất vải rất là đẹp luôn nha, giá 79.000. Cái quần còn không? Dạ. Cái quần quần tay á. Màu đen không? Cái mặt là màu vàng nè. Cái màu vàng là đẹp nè mấy chị ơi. Quần này á. Quần ở đâu vậy? Còn nữa không vậy? Bữa trước béo hết á. Nè quần 119.000, bữa trước em béo hết rồi mấy chị, rõ ràng thiệt luôn á. Giờ lò ra một cái. Trời ơi, đẹp ơi đẹp luôn. Bữa giờ khách hỏi còn béo hết. 119.000 là phải. Hàng này vải á, đẹp lắm luôn. Con là con dài. Em còn cái size này size L. Trời ơi, lông siêu keo luôn. Ở đâu vậy ngon? Đấy, phía dưới không? Sọn phía dưới không? Cái đống đồ phía dưới đất không? Dạ, à, nhớ không? Rồi, áo là 79.000, quần là 119 giúp em nha. Quần này em còn xanh lờ. Quần này em còn xanh lờ nha. L này chắc em nghĩ tầm 55-56kg đổ lại thôi. 55-56kg đổ lại thôi. Quần này quần dài chạm đất, 1m58 để mặc chạm đất luôn á. 119.000. 119 rộng quá. Quần này 55-56kg lại mấy chị mặc ok vừa luôn nha. 1m58 này mặc chạm đất luôn nè. Quần này beo đẹp, quần này em bán hết lâu rồi, nó sót lại một cái. Rồi size L tầm 55-56kg lại mang vừa. Chốt lên giúp em mấy chị ơi. Ống là ống suông nè, chạm đất luôn nha. 119.000. Sơ mi là 79, em có caro vàng. Đây caro vàng, caro xanh, caro tím, vàng xanh tím ba màu. Chỗ này giúp em caro kìm màu mấy chị ơi. Quần là 119.000. Quần là 119. Cho chị xếp caro màu đỏ màu vàng. Quần này còn phải còn size S ra mặc luôn. Rồi cái này em có caro vàng với caro đỏ hai màu, 99.000. Caro vàng, caro đỏ hai màu nha, 99.000. Ai lấy màu gì chốt màu đó giúp em. 40 tầm 55kg mang vừa. Caro vàng, caro đỏ hai màu, 99. Rồi đây mấy chị ơi, thôi em nghỉ nha. Nghỉ làm đơn. Rồi nghỉ nha mấy chị ơi. Bye bye nha.